1, 2, 3. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Hoàng Lộc Garden sẽ giới thiệu đến các bạn một vườn lan ở khu vực Bảo Chánh, Xuân Lộc, Đồng Nai. Vườn lan trong mơ của anh Hùng. Thì mời hôm nay Linh có mời được chủ vườn để giới thiệu về vườn lan trong mơ. Em mời anh Hùng. Dạ. Dạ, anh trai. Dạ. Anh Hùng có thể giới thiệu về thứ nhất là về vườn lan của mình. Thứ hai là cái cơ duyên mình đến với lan là như thế nào. Có cái niềm đam mê của mình ở đây thì anh có thể giới thiệu cho tất cả mọi người để biết được không ạ? Dạ. Chào mọi người ạ. Em là chủ vườn lan trong mơ, nick Facebook là vườn lan trong mơ. Em cái vườn em thì làm lên cách đây 2 năm rồi. Diện tích của nó là 24 khoảng 60 m². Dạ. Cái cơ duyên của em là bước đầu vào con đường chơi lan này á là cũng có một cơ duyên thôi. Từ đầu là rất là thích những cái cây dendro, đầu từ những cây dendro. Sau đó em tìm hiểu trên mạng với bạn bè, lần lần mới xâm nhập hay là lúc đó mới chơi, mới là đi sưu tầm nhiều giống đẹp, lan đẹp để về mà được thưởng thức với vẻ đẹp của nó, và để cũng là cũng để mục đích là cũng chia sẻ cho mọi người. Dạ, hôm nay thì có anh tới thì em rất là thì bây giờ anh Hùng sẽ dẫn mọi người giới thiệu về vườn lan của anh Hùng ha. Trước tiên mình đây như các bạn biết đấy, mình đang thấy ở đây là khu vực trồng kiến của vườn lan trong mơ. Thì anh Hùng sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Anh Hùng có thể giới thiệu sơ về khu vực trồng kiến của mình đúng không ạ? Vườn em là chia làm 2 tầng, tầng dưới thì chủ yếu anh chơi là kiến. Kiếm cũng có nhiều loại lắm, anh chủ yếu chơi kiếm Thái, đây là kiếm hàng Thái. Dạ. Còn vòng dưới đây là anh chơi hàng thổ số. Dạ. Hàng thổ số. Dạ. Rồi. Dạ. Tới hàng sổ số đây ha. Dạ, hàng thổ số. Rồi. Còn đây trên này là cũng sổ số luôn. Dạ. Dạ. Còn những cây có mặt bông là nằm bên kia. Dạ. Dạ. Thì đây là khu vực của sổ số của. Dạ. Anh Hùng, khu vực trồng kiếm. Rồi bây giờ mình vô trong khu vực sưu tầm mặt bông của anh Hùng. Dạ. Ha. Giờ đây là những giò xanh Huế. Dạ, xanh Huế. Bán lá rất là to. Đây em mới trồng, mới tách chiếc. Dạ. Đây là cây Thái, số 1 rừng Thái. À, cái cây, cái này là cây số 1 rừng Thái không? Dạ, số 1 rừng Thái. Cái trị giá nó hiện tại giờ sao anh? Cái này anh có thể cho khán giả biết không? Bắt rồi, bây giờ thì cũng rất là dễ chịu, tầm 15 đến 17 triệu một sen, một tép. Dạ. Tùy theo bản lá, dao động vậy. Dạ. Dạ. Các bạn thấy đấy, trong vườn của anh rất là bài bản ha, có cả nhiệt độ nhiệt kế luôn ha, rồi nhiệt kế và độ ẩm luôn phải không anh ha? Dạ, rồi. Rồi. Và độ ẩm, dạ. Mình cân bằng. Đó đúng rồi. Dạ. Rồi. Đó là mình tầng trên là em hạt, dạ. Đa số là hạt qua. Dạ. Đây anh cũng đa số là sưu tầm ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình lên trên tầng trên đi. Dạ. Mình lên tầng trên đi. Mình lên đây. Cái nụ này mạnh, yeah. Cái này nụ bầu thác bay các bạn ha. Rồi đây, các bạn cũng anh cũng sưu tầm rất là nhiều nè. Đó, dòng hổ mang này trị giá cũng cao lắm anh ha. Dạ. Thôi mình bắt đầu em mình xin phép mình đi lên. Ồ, anh cũng đang chuẩn bị làm thêm dàn mới đây. Làm thêm. Đây, chào các bạn. Đây, đây là khu vực, đây là va anh ha. Dạ, là khu vực va. Ồ, một vườn lan. Kiến có mặt hoa. Đây là kiến, dạ. Mặt hoa của. Cái này vàng Tây Ninh. Đây là vàng Tây Ninh. Cái này mấy này là có hàng Việt Nam của mình. Ừ. Cây Thiên Ma. À, cây Thiên Ma. À, Thiên Ma kiếm. Quảng Nam. Dạ, rồi. Đây cũng có một chậu văn trí. Dạ. Bên đây là vị hoàng kiếm. Đây là vị hoàng kiếm. Dạ.
trọng ghi là cũng xanh Huế. Ok, dạ. Xanh Huế. Rồi, còn các dòng dòng em giới thiệu luôn là đây là Phú Thọ nè mà. Dạ. Phú Thọ, ai ai cũng biết hết. Rồi ok, Phú Thọ đang nụ với bác ha. Cái ai muốn sưu tầm Phú Thọ thì có thể liên hệ với dạ. Vườn Lan Trong Mơ nhé. Tại cây đang nụ nè. Cắt làm cây nhiều. Cây đang nụ nhiều nha các bác. Rồi. Ừ. Là cây cây nụ không ha. Rồi. Cây này cây năm cái trắng Lâm Thồn. Ừ. Em cũng mới sưu tầm thôi. Ừ. Thì... cây HO có nghĩa là năm cái trắng Hiển Oanh á. Rồi rồi. Dạ. Cây... dạ. Bên kia mấy cái dòng bệt của em. Dạ. Số là bệt. Rồi. Dạ. Thì các bác coi cho mình ha. Thì đây là vườn của vườn Lan Trong Mơ. Và đúng thật là trong mơ thật các bác ạ. Mình rất là mê quá. Tất cả các bác đó. Long Điền rồi. Ta Ly các bác. Đó. Rồi, rất là nhiều các mặt phong. Thì sắp tới mình cũng sẽ tạo ra một sân chơi, một khu giao dịch cho tất cả các bác. Thứ nhất là một khu giao dịch an toàn. An toàn là gì các bác ha? An toàn là chúng ta sẽ đúng mặt bông, đúng chủ cây và có một sự bảo hành và có giống kiểu như là mình sẽ quay video lại để cho các bác. Thứ nhất là đảm bảo. Rồi, và mình sẽ cố gắng điển hình lại những cái vườn lan. Thứ nhất, những vườn lan giao dịch cây có uy tín trong thị trường ha. Để sao? Để cho tất cả mình có một nơi giao dịch rất là tốt. Rồi, thì đến hồi đây thì em cũng cảm ơn anh Hùng là chủ vườn Vườn Lan Trong Mơ đã giới thiệu đến cho toàn thể anh em biết được là những cái mặt bông, những điểm sưu tầm và những chậu lan chuẩn bị bên anh đang có bông. Rồi, em xin cảm ơn anh. Dạ, chúc anh sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ.